Kính chào cô chú và anh chị đã trở lại kênh của Hoa Lan Đăng Khôi ha. Hôm nay thì em sửa lựa được một số chậu hàng giống ha, mấy chậu mini mini nhỏ nhỏ để cô chú anh chị mình sưu tầm giống mình chơi ha. Mấy size này thì nó cũng rất là ít tiền thôi, để mình sưu tầm mình tập chơi cũng được ha. Nó cũng có số một số hàng mặt bông cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Chậu đầu tiên lên đó là chậu chớp vàng đỏ TNT nha, vàng đỏ TNT. Vàng đỏ TNT thì mặt bông cũng khá là nổi tiếng ha, cô chú anh chị mình biết cũng nhiều ha. Vàng đỏ TNT, chậu này thì nó cái mầm nó còn đi ngọn nha. Đây. Cái mầm mọc trên thân củi ha. Có một con bé nè. Nó còn đi ngọn nha cô chú anh chị. TNT thì nó cũng khá là khỏe ha. Trên đọt này có khả năng nó vẫn còn lên ki ha, cô chú anh chị mình mua về mình khai thác mấy cái ki này xong thì nó có thể nó sẽ đẻ tiếp ha. Bên đây nó vẫn còn một bát ở dưới nè. Cái ki này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 290 bao ship ha, 290 bao ship vàng đỏ TNT nha. Chậu thứ hai em lên đó là chậu ánh vàng ha, ánh vàng. Đây là cái mầm nè, nó đang mọc trên cái thân mẹ ha. Thân mẹ thì có khai thác đó ha. Đây, đang ra rễ rất là nhiều nè. Cái mầm này thì nó còn đi ngọn nữa nghe cô chú anh chị. Ánh vàng. Kỳ này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 230 bao ship nha, 230 bao ship ánh vàng ha. Chậu số 3 là chậu vàng đỏ cầu thang nha, vàng đỏ cầu thang. Chậu này thì rễ nó cũng rất là khỏe rồi ha. Cây thì ú nu ha, nhỏ nhưng mà rất là lực ha. Vàng đỏ cầu thang thì chậu này em giao lưu cô chú anh chị mình 100k bao ship luôn nha, 100k bao ship. Chậu tiếp theo đó là cái mầm vàng đỏ chi kỷ nha, vàng đỏ chi kỷ. Trên đây thì nó vẫn còn khá là nhiều mắt ngủ ha. Cô chú anh chị mình về mình có thể khai thác lại được ha. Chi kỷ, mầm này xẹt rất là nét nè. Rất là đã luôn. Con này con côn trùng ha. Đang đi rễ xuống luôn nè. Mầm chi kỷ này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 170 bao ship ha, 170 bao ship. Chậu tiếp theo đó là chậu chớp vàng đỏ xưa ha, vàng đỏ xưa đang lên cái mầm nè. Chớp vàng đỏ xưa. Vàng đỏ xưa thì mặt bông rất là thông dụng rồi ha. Hầu hết là cô chú anh chị mình đều biết gì nó rồi. Vàng đỏ xưa. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 130 bao ship nha, 130 bao ship. Chậu tiếp theo là chậu chớp AB ha, chớp AB. Chậu này thì nó đang xuống rễ nè, chớp AB. Này cũng là size giống thôi, size giống ha, 130 bao ship nha cô chú anh chị, chớp AB 130 bao ship. Hôm nay em giao lưu cái mầm chớp Đại Long Kiên Giang nha, Đại Long Kiên Giang. Đây là một dòng cũng khá là cao cấp nha cô chú anh chị. Đại Long Kiên Giang ha, cái mầm này thì nó đang ra rễ nè. Về mình có thể cắt được rồi ha. Đại Long Kiên Giang, cái mầm này thì được khoảng 4 sen ha, 4 sen. Cái thân mẹ thì nó cũng còn rất là nhiều mắt ha. Cô chú anh chị nào mình có thể đem về mình khai thác thêm ha. Như đây vẫn còn mắt nè, mắt ngủ rất là nhiều ha. Trên đây cũng có nữa nè. Mấy mắt này là khả năng lên rất là cao nha cô chú anh chị. Mấy mắt trên đây nè. Thì cái mầm này em giao lưu cô chú anh chị mình 700k bao ship nha, 700k bao ship. Đại Long Kiên Giang ha, nó là một dòng cũng thuộc dạng hàng cao chút xíu ha, hàng cao cấp ha. Đại Long Kiên Giang 700k bao ship. Chậu tiếp theo là cái mầm hồng sắc pháo ha, hồng sắc pháo. Đây cũng sai giống thôi. Em giao lưu cô chú anh chị nào mình chưa có giống thì mình sưu tầm ha, 100k bao ship luôn. Chậu tiếp theo đó là chậu cam Vinh Nguyễn nha, cam Vinh Nguyễn ha. Chậu này thì một mẹ một mầm nè, tặng luôn khúc củi phía sau ha, một mẹ một mầm, mẹ một mầm mẹ nguyên gin ha, tặng luôn khúc củi phía sau.
Thì chậu cam Vinh Nguyễn này em giao lưu cô chú anh chị mình 350 bao ship ha, 350 bao ship. Cam Vinh Nguyễn là một dòng cam bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cam Vinh Nguyễn. Chậu tiếp theo lên đó là một cái chậu chớp Mỹ nha, chớp Mỹ. Đây là cái cọng cọng đầu ha, em tặng khúc củi hay sao này ha. Cọng đầu thì đang lên mầm nè. Tặng nguyên khúc củi sau luôn, khúc củi thì vẫn còn khả năng mình khai thác được nha. Chớp Mỹ ha, chớp Mỹ đây là một dòng cũng phải nói là bông rất là đẹp, rất là lạ ha. Dòng này nó cũng hiếm thôi, nó không có nhiều lắm đâu. Chớp Mỹ. Cái dòng này thì nó hơi lâu lớn nha cô chú anh chị. Thế em nghĩ là thật sự là nó hơi lâu lớn á, chớp Mỹ ha. Chậu này thì em giao lưu cô chú anh chị mình 250 ha, 250 mình lấy giống về mình chăm ha, chớp Mỹ. Vàng đỏ Kiên Giang nha. Chậu tiếp theo đó là chậu vàng đỏ Kiên Giang ha. Cái mầm này xẹt rất là nét nè. Bộ rễ thì đang xuống giá thể nè. Vàng đỏ Kiên Giang. Size này cũng size giống thôi ha. Size này em giao lưu cô chú anh chị mình 280 bao ship ha, 280 bao ship. Chậu cuối cùng hôm nay em giao lưu đó là chậu chớp vàng đỏ Như Ý ha, vàng đỏ Như Ý. Thì em cũng bán cái mầm ha, em bán cái mầm em tặng khúc củi này. Về thì mấy cái mắt trên đây vẫn còn khả năng nó có thể lên mầm ha, cô chú anh chị mình cứ khai thác từ từ ha. Cái mầm này em giao lưu cô chú anh chị mình 200k ha, 200k bao ship. Hôm nay em lên một số chậu xay giống nhỏ nhỏ vậy thôi ha. Cô chú anh chị nào mình có sưu tầm chậu nào thì liên hệ Zalo trên màn hình giùm em ha. Chúc cô chú anh chị mình có một buổi tối thật là vui vẻ ha.